Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một môn học mới, đó là môn kỹ thuật thực phẩm 2. Với chương 2 là kỹ thuật đun nóng và làm nguội, là bài tập đó là tính toán thiết bị trao đổi nhiệt. Thì đây là bài tập về nhà của thầy Hưng ha, cái bài liên quan đến bột cà chua. Thì đầu tiên mình sẽ xem cái đề. Một bộ trao đổi nhiệt ống lồng ống được sử dụng để làm nóng dung dịch cà chua từ 60 đến 150 độ C. Trước khi giữ, làm mát và làm vôi trùng vào thùng phi. Bột cà chua được bơm qua ống bên trong. Hơi nước ngưng tụ ở 110 độ C trong không gian hình vành khuyên. Tính diện tích truyền nhiệt cần thiết ha. Tính diện tích truyền nhiệt. Thì mình có một số dữ liệu sau. Data space mass flow rate. Đó là có nghĩa là nhập liệu. G vào là 5.000 kg trên giờ. Tomato plate, sốt cà chua, specific heat là CB các bạn. Nhiệt dung riêng là 3750 joule trên kg độ K. Converted heat transfer của tomato E. Cái này là gì? Đó là hệ số đối lưu nhiệt. Đợi hệ số đối lưu nhiệt ký hiệu là alpha. Tomato size, tomato là cái sốt cà chua á, là 200 watt trên mét bình độ K. Còn và cái hệ số đối lưu nhiệt của cái hơi bên ngoài á là 20.000 watt trên mét bình độ K. Warm up to bare. Cái tường của cái ống á thì ống thẳng ha. Thì có bề dày Zenith là 2 mm và cái thermal conductivity là gì? Hệ số truyền nhiệt ký hiệu lambda nha các bạn, 15W trên mét độ K. Thì mình sẽ giải bài này cho các bạn theo hai trường hợp luôn ha, đó là cùng chiều và ngược chiều. Tại vì cái đề này nó không nói là cùng chiều hay là ngược chiều. Ví dụ 2 là ống lồng ống làm nóng dung dịch cà chua từ 60 đến 150 ha. Thì mình sẽ có một hệ thống ống lồng ống là như thế này. Cho dung dịch cà chua thì thường sẽ được chạy vào ống nha các bạn, ống trong, để cho dễ dàng vệ sinh. Còn ống ngoài thì nó khó vệ sinh hơn. Ống trong là từ 60 đến 105 độ C, là mét vô trùng gì đó vân vân. Bột cà chua được bơm qua ống trong. Đây là cái câu quan trọng nha các bạn. Bột cà chua được bơm qua ống trong là qua ống màu đỏ này nè. Hơi nước ngưng tụ ở 110 độ C. Các bạn nhớ hơi nước ngưng tụ trong không gian hình vành khuyên. Tại vì hình vành khuyên là hình như thế này nè. Nguyên cái hình này là hình vành khuyên nè. Cho nên hơi vào và hơi ra đều bằng 110 độ C nha. Tính diện tích truyền nhiệt cần thiết. Thì đầu tiên thì mình sẽ có công thức Q sẽ bằng K nhân F nhân cho delta T log. K là hệ số truyền nhiệt nha. K là hệ số truyền nhiệt. Nó có Q bằng G1C1 delta T1 bằng G2C2 delta T2. Thì ta có dữ liệu như mình tóm tắt hồi nãy, G đi vào là bằng 500 kg trên giờ CB nè. Thì mình sẽ tính được Q ha. Cái này bỏ đi, lát qua kia mình tính. Hơi nước ngưng tụ không đổi nhiệt độ hơi và nhiệt độ lỏng đều bằng 110 độ C. Thì từ đó mình sẽ suy ra được delta T log ha. Đây là tấm đề thay alpha là hệ số đối lưu nhiệt hay là hệ số cấp nhiệt. Còn bề dày là 2 mm nè. Hệ số truyền nhiệt là lambda. Đầu tiên mình sẽ giải ha. Q là bằng K nhân F nhân delta T log. Mình sẽ tính lượng Q trước ha. Thì ngoài ra nó còn tính bằng công thức G CB nhân T2 trừ T1 ha. Thì mình sẽ có G này 500 kg trên giờ, mình sẽ đổi ra dây chia 3600 nhân cho 37 350 là CB.
nhân 105 trừ 60 thì mình sẽ ra được đáp án như thế này ha. Đây là gì? Đây là quy. Có quy thì mình sẽ tính được k ha. Mình sau đó mình sẽ tính hệ số cấp nhiệt. Không, hệ số truyền nhiệt là k. Thì cái này là tại vì mình ghi theo tiếng Anh nhưng mà theo tiếng Việt các bạn học đó là k sẽ bằng. Mình chịu khó sửa lại giùm mình ha. Cộng z chia lambda. Tại vì giữa tiếng Việt và tiếng Anh á ký hiệu nó khó khăn lắm. Z là bề dày nè. Bề dày là delta. Đó thì mình sẽ có 1 phần k sẽ bằng 1 phần alpha 1 cộng 1 phần alpha 2 cộng cho bề dày chia cho lambda nha các bạn. Tại vì đây là tường tường ống mà, dễ mà phải không? Thì theo các bài tập của chương 1 mình đã dạy, đây là công thức tính hệ số truyền nhiệt. Mình sẽ thế vô 1 phần 200 là alpha 1 nè, 20.000 là alpha 2 cộng cho bề dày là 2 mm thì đổi ra mét là như thế này, và chia cho hệ số dẫn nhiệt là 15 W trên mét độ K thì mình sẽ suy ra được hệ số truyền nhiệt. K là hệ số truyền nhiệt. Mình sẽ xem được K hệ số truyền nhiệt là 200 W trên mét vuông bình độ K ha. Đây là công thức tính K nè. 1 phần K bằng 1 phần alpha 1 cộng 5 lambda chia delta delta chia cho lambda cộng 1 phần alpha 2 ha. Thì mình sẽ giả sử có hai trường hợp là cùng chiều ha. Mình giả sử cùng chiều trước. Đây, cùng chiều thì nó sẽ đi từ trái qua phải hết. Thì 110 110, từ 60 lên 150 ha. Thì chênh lệch bên đây lấy cái lớn trừ cái nhỏ là 50, còn chênh lệch bên đây là lấy cái lớn trừ cái nhỏ là 5 thôi. Thì mình sẽ có delta t log là lấy lớn trừ nhỏ là 50 trừ 5 chia log b 50 phần 5 là ra 19,5 nha các bạn. Ra 19,5 thì mình sẽ tính dựa vào f thôi. F sẽ bằng q chia k nhân cho delta t log nè. Thì mình quy mình có tên ở trên rồi, k mình có rồi, delta t log mình có rồi thì mình sẽ bấm vô. F là bằng quy chia k nhân delta t log nha các bạn, thế số vô thì các bạn ra được 60 mét vuông ha. Thì đây là trường hợp cùng chiều. 60 mét vuông thì bây giờ mình sẽ làm thêm một trường hợp, đó là trường hợp ngược chiều. Đây là cái bài gốc. Thì đây là cái file bài gốc của bài tập mình ha. Thì cái file này mình cũng đã gửi cho các bạn rồi đó. Thì cái phân tích đề thì mình cũng đã nói ở trong phần trên ha. Thì đây là công thức tính quy nè, nhưng mà nó ghi theo tiếng Anh thì rất là khó hiểu ha. Thì các bạn xem thôi tiếng Việt thì cho nó dễ. Đến phần này là xong ha. Thì đây nó sẽ giả sử truyền nhiệt ngược chiều. Đây là trường hợp ngược chiều nè các bạn. Ngược chiều thì từ trái qua, đây là từ phải lại ha. Thì bên phần nào lớn hơn? 110 trừ cho 105 với 110 trừ 60 thì bên đây nó sẽ lớn hơn ha. Thì nó sẽ lấy 110 trừ cho 105 trừ cho phần 110 trừ cho 60 chia log ba của phần lớn chia phần nhỏ ra 16,6 độ C ha. Thì nó sẽ ráp vô công thức cũng như vậy thôi. Đây là quy chia cho u là k nhân cho 16,6 thì ra 70,6 độ C. Từ từ đây mình có một cái nhận xét là khi mà sử dụng hệ thống truyền nhiệt á thì các bạn nên truyền nhiệt ngược chiều. Ngược chiều tại đó diện tích trao đổi nhiệt của nó lên tới 70,6, còn trong khi mà cùng chiều thì diện tích trao đổi nhiệt của nó chỉ là 60 mét vuông thôi ha. Thì cái nào lớn hơn mình sẽ làm cái đó, thì mình sẽ làm theo ngược chiều. Đến đây là hết bài tập về nhà tính toán thiết bị truyền nhiệt về phần bột cà chua ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay thì các bạn có thể cho mình một lượt đăng ký và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau.
Sau này muốn làm bài tập gì thì cứ bình luận vô video này ha. Môn nào thì cứ bình luận vào môn video môn đó trước thì mình sẽ đọc và mình làm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.